Video này được thực hiện bởi Playzone, shop thiết bị dành cho game thủ hàng đầu Việt Nam. Các bạn có thể đến 126 Phố Vọng Hà Nội hoặc 220 Lý Thái Tổ, thành phố Hồ Chí Minh để có thể trải nghiệm. Đừng quên, bọn mình cũng hỗ trợ giao hàng toàn quốc. Hãy truy cập ngay website playzone.vn hoặc fanpage Playzone để có thể được tư vấn miễn phí. Cuối cùng thì mình cũng đã được trên tay sản phẩm Game Gear được coi là đáng trông đợi nhất trong tháng 11 này. Đó chính là chú chuột Razer Dead Rider Elite. Và như đã hứa thì mình sẽ làm review ngay và luôn cho các bạn. Sản phẩm này được Razer ưu ái đặt cho cái tên đó là Elite. Có nghĩa là đây sẽ là dòng chuột Dead Rider tập hợp tất cả những gì gọi là tinh hoa. Và cũng là dòng chuột Dead Rider cao cấp nhất trong tất cả các dòng từ trước cho đến nay. Vậy thì liệu sản phẩm này có xứng đáng với cái tên mà đang mang trên mình hay không? Hãy cùng theo dõi ở trong video này. Đầu tiên thì bây giờ chúng ta sẽ đến với màn mở hộp. Mở hộp ra thì chắc chắn là bên trong, không cần phải mở ra các bạn cũng sẽ biết, đó là nó sẽ có cái bộ sách hướng dẫn cũng như là bộ thư. Cái bộ này thì thường thường là mọi người bỏ hết đi, mà đáng chú ý nhất chỉ còn cái sticker Coma để lại để sau này dán vào đâu đó và bỏ ra một bên. Ok, bên trong thì tất nhiên chúng ta sẽ có một con chuột Razer Dead Rider Elite. Chắc chắn nếu mà bên trong không có thì có khi là Playzone sẽ sáng nhất đêm nay rồi. Mở cái phần này ra được bọc hơi kỹ càng một chút thì mình sẽ mở ra cho các bạn xem. Và đây chúng ta đã có chú chuột Razer Dead Rider Elite. Vậy thì hãy cùng đi sâu hơn chi tiết về chú chuột này. Về hình dáng tổng thể có lẽ nó sẽ y hệt như là những tiền bối DA đi trước. Và tất nhiên Razer cũng chẳng ngu gì mà đổi, khi mà chính cái form huyền thoại này đã làm cho DA trở thành một trong những dòng chuột chơi game bán chạy nhất thế giới. Nhờ việc không phải thay đổi thiết kế như vậy mà Razer sẽ dùng tiền đó để tập trung vào phát triển các chi tiết nhỏ hơn nhằm tăng trải nghiệm cho người dùng có thể thoải mái cũng như là phê nhất. Trước hết thì hãy nói đến thay đổi mà bạn có thể nhìn thấy được. Đầu tiên thì đó là từ lớp vỏ kiểu mới này đã được làm nhám nhưng mà không nhám quá, cho nên nhìn vào chuột nó sẽ không bị thô mà vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ. Cùng với đó là đảm bảo một cảm giác sờ cũng như là cầm nắm chắc chắn, không bị trơn tuột như các sản phẩm vỏ bóng khác. Đến với điểm khác biệt thứ hai chúng ta sẽ có, đó là hai nút tăng giảm DPI ở đây. Điểm mà các dòng trước đây không hề có. Với hai nút này thì bạn nào không có thói quen thường xuyên thay đổi DPI, ví dụ như mình chẳng hạn, thì có thể gắn bất kỳ chức năng gì vào đây nhờ phần mềm Razer Synapse. Ví dụ như là gắn nút B, tức là biến về trong game Liên Minh Huyền Thoại chẳng hạn, cũng rất là tiện. Điểm thay đổi tiếp theo đó là hai nút Forward và nút Backward ở hai bên cạnh phải. Hai nút này thoạt nhìn qua bạn sẽ không thấy một điểm gì khác biệt nếu so với dòng DA Chroma. Tuy nhiên thì chất liệu của nó đã được thay đổi. Nếu như bản cũ là kiểu nhựa bóng thì ở đây nó sẽ được làm sần hết luôn. Nhờ vậy mà khi mà ngón tay cái của các bạn chạm vào có thể cảm nhận rõ ràng nút bấm hơn. Đồng thời thì với bạn nào tay hay ra mồ hôi sẽ không bị trơn trượt nữa. Thay đổi kế tiếp có thể kể đến đó là ở mặt dưới. Nếu như trước đây các bạn thấy dòng DA nó sẽ có 3 feet, 2 ở đây và 1 ở đây. Thì bây giờ như ở đây các bạn chỉ thấy chỉ có 2 feet to mà thôi. 1 feet đây, 1 đây và đâu đó còn quanh đây nữa. Nhờ đó mà diện tích tiếp xúc của bề mặt fit cũng được tăng lên đáng kể. Và tất nhiên thì thay fit cũng sẽ dễ dàng hơn. Kể cả bạn có dùng fit tự cắt đi chăng nữa thì thay thế cũng cực kỳ là dễ. Và thay đổi cuối cùng mà bạn có thể nhìn thấy đó chính là đầu cắm USB. Đợi một chút để mình rút. Đây chính là sự thay đổi về cái đầu cắm USB. Nếu như các đầu kết nối các hãng khác hay khoe đó là mạ vàng các kiểu, mà thực ra thì cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Thì đây chúng ta sẽ có một cổng chả biết được mạ gì, nhưng mà được sơn một lớp màu xám kết hợp với phần nhựa được làm tông màu xanh Razer. Chúng ta sẽ có một đầu cắm gọi là chỉ có ở trên các sản phẩm của Razer. Ok, đó là những thứ các bạn có thể nhìn thấy được. Còn bây giờ thì hãy cùng đến với những thứ mà bên trong mà các bạn sẽ không nhìn thấy được, hoặc là chỉ nhìn thấy được một tí thôi. Đầu tiên thì đó là switch chuột. Vẫn có là switch on-ROM nhưng mà Razer nói rằng họ đã nhúng cái bàn tay vào và thay đổi theo đó để nó có tuổi thọ là 50 triệu lần nhấn chứ không phải là 20 triệu nữa. Cái này thực sự rất khó nói, bởi vì nếu mà nghe hãng quảng cáo thì rất chi là mông lung như một trò đùa, nên là chúng ta phải đợi một thời gian nữa thì may ra mới có thể xác nhận được. Có một điểm như thế này thì rất nhiều bạn hay kêu ca là dòng DA rất hay bị double click. Tuy nhiên thì mình có hai người bạn là dùng con chuột này của Razer nhưng mà đều dùng khoảng cầm hết bảo hành rồi, tức là khoảng 2 năm rồi mà vẫn không hề thấy vấn đề gì. Thế nên mình vẫn không hiểu tại sao mà mọi người lại kêu như vậy. Có thể là do DA nhiều người dùng quá nên dẫn đến là người bị lỗi cũng nhiều hơn chăng? Thực ra hiện tượng đó thì cũng có, nhưng mà thường thường là mình thấy khoảng thời gian phải dùng hơn 2 năm, tức là hết cái bảo hành. Mà một con chuột giá hơn 1 triệu mà dùng hơn 2 năm thì mình nghĩ là cũng tương đối rồi, chứ còn không đòi hỏi được quá cao hơn. Còn ý kiến của bạn thì hãy cho mình biết ở phần comment. Ngoài ra đó thì cảm giác bấm thì vẫn như thường lệ, cực kỳ tốt, có độ này vừa phải và không chê vào đâu được. Điểm cải tiến cuối cùng mà có lẽ cũng là lớn nhất đó chính là thay đổi về mắt đọc. Theo như Razer nói thì Elite sử dụng mắt đọc quang học 5G. Và nhớ là quang học 5G không phải là laser 5G ở trên con Mamba đâu, nên hiện tượng chết mắt đọc
con đó thì sẽ được khắc phục ở trên phiên bản này. Và Razer cũng không nói rõ tên của loại mắt đọc, nhưng mà theo mình hóng hớt được ở trên mạng, trên các trang của nước ngoài, thì nó sử dụng mắt đọc PicArt PWM3389. Và đây là mắt đọc rất mới. Bây giờ các bạn search trên Google thì cũng cực kỳ hiếm thông tin. Và cho đến bây giờ thì chỉ có con này sử dụng mà thôi, vì nó mới mà. Thông số của nó thì cũng cực kỳ bá đạo luôn. Mặc dù là mắt quang nhưng mà DPI tối đa của nó là 16.000. Và cùng với đó là tốc độ lên tới 460 IPS. Quá là khủng luôn. Một sự thật thú vị mình muốn kể cho các bạn, đó là nếu như các bạn không biết thì dòng DA3005 được đánh giá là một trong những dòng chuột có mắt đọc tốt nhất, kể cả của Razer nói riêng lẫn chuột chơi game nói chung. Và dòng đó thì sử dụng mắt đọc của PicArt. Thì kể từ thời đó sau này trở đi thì không hiểu tại sao Razer lại chuyển sang dùng Avago. Cho đến tận bây giờ đến con Elite này thì sau khoảng 4 đời thì mới quay lại dùng của PicArt và dùng mắt đọc mới nhất luôn. Qua tất cả những cải tiến mình vừa nói bên trên thì có lẽ các bạn đã thấy được Razer đã chăm chút đến thế nào cho dòng chuột huyền thoại của họ. Thế nên trải nghiệm mang lại là không phải bàn rồi. Form cầm thì cực kỳ ôm tay và thoải mái đối với những người thuận tay phải, còn tay trái thì bó tay. Vì vậy thì khi mà mang về phát thì mình cắm vào, thậm chí là chả cần cài Razer Synapse, có thể bật luôn Overwatch và quẩy tương bừng. Và có mắt đọc Optical này thì chắc chắn sẽ đáp ứng được nhu cầu khắt khe của các game thủ FPS. Còn ở các tựa game như là MOBA hay là MMO thì nhờ nút chuột bấm rất vừa tay, thế nên có thể nói là trải nghiệm game là hoàn toàn tốt, khó có thể chê điểm nào. Và để kết lại cho chú chuột Razer Dagger Elite này thì ngoài việc đó là không có quá nhiều thay đổi về ngoại hình cũng như là mức giá còn hơi cao, thì có thể chốt lại một câu, đó là tất cả những sự lựa chọn ở trong cùng phân khúc thu vé lại vừa bằng sản phẩm này. Nếu các bạn thích và cũng như là muốn đặt mua nó thì hãy xem giá bán cũng như truy cập vào link mình để trong phần mô tả. Đừng quên bấm like, share và theo dõi kênh YouTube của PlayZone TV. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video hấp dẫn hơn nữa.